Tối ngày 15 tháng 12, Hồ Ngọc Hà đã có buổi showcase ra mắt phim tư liệu mang tên Rồi Một Ngày Hà Nội Về Tình Yêu, Let's Talk About Love. Bộ phim do ekip Team Production lên ý tưởng thực hiện, ghi lại cuộc sống cá nhân song song với quá trình thực hiện dự án âm nhạc Love Song 2020 của Hồ Ngọc Hà. Đây cũng là dịp Hồ Ngọc Hà tri ân các nhạc sĩ, đối tác, ekip đồng hành cùng tạo nên thành công của dự án Love Song trong năm qua. Tôi cũng không ngờ là Hà có làm một cái dự án như vậy. Bởi vì tôi không chỉ là một người cùng hoạt động trong lĩnh vực trình diễn với Hà, mà tôi cũng là một khán giả của cô ấy nữa. Người hâm mộ thì bao giờ cũng tò mò mà ha. Cho nên tôi cũng háo hức điều này lắm. Rất là tò mò, không biết là trong cái bộ phim này Hà sẽ nói về cái gì trong này. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì chắc chắn là phải nói về những cái gì, những cái góc riêng tư mà trước giờ mọi người đã không được xem ở trên sân khấu, hay là những cái gì mà Hà trưng trổ cho mọi người coi. Hà có biết lý do vì sao anh có mặt ở đây không? Thứ nhất là tình thương của anh dành cho Hà Hồ. Và lý do thứ hai anh đến đây là vì anh muốn xem thử Hà Hồ đã làm gì phim này. Đây là một nhân vật không thể xem thường. Thì hôm nay thì rất là háo hức luôn, là xem cái bộ phim mà Hà muốn gửi cho đến quý vị khán giả là một người đàn bà hạnh phúc như thế nào, hạnh phúc kiểu gì, hạnh phúc ra sao. Rất là nóng lòng luôn để xem coi là cái bộ phim nó sẽ hay như thế nào. Trời ơi, ngày hôm nay thì Hoàng Yến rất là chúc mừng cho chị Hà, coi như là vừa được sinh được hai bé rất là dễ thương trộm vía, có một tình yêu vô cùng viên mãn, và ngày hôm nay lại ra một cái bộ phim tư liệu về cuộc đời của mình. Thì Yến tin đây cũng là một trong những cái để chị Yến luôn luôn học hỏi theo chị Hà để mà nối bước những thành công của chị. Gần 400 khán giả gồm các nghệ sĩ, khách mời và các fan hâm mộ của Hồ Ngọc Hà đã lấp kính rạp cùng thưởng thức trọn vẹn 90 phút của bộ phim. Dù là phim tư liệu, nhưng Rồi Một Ngày Hà Nói Về Tình Yêu, Let's Talk About Love đã chinh phục khán giả bằng sự tinh tế, cảm xúc với nhiều tình tiết thú vị, nhận được nhiều ý kiến đánh giá và bình luận tích cực về nội dung và thông điệp. Thì mình cảm thấy rất là tự hào về hai bạn. Hai bạn đã tranh đấu rất là nhiều để cuối cùng có được một cái tình yêu rất là đẹp và mang lại cái hạnh phúc cho cả mình và cho đối phương. Không phải một người phụ nữ nào cũng có thể làm được như Hà. Chị chúc mừng cưng. Mình ngồi, mình tim mình đập mạnh, mình có những đoạn mình xúc động và mình rơi nước mắt thật sự. Nước lúc nào mình cũng nôn nao trong lòng, và mình cũng mong rằng xem được những hình ảnh này nó là một cái động lực cho mình, cho bản thân mình, và tất cả những ai xem được bộ phim này sẽ luôn luôn tin vào tình yêu và trân trọng những cái giá trị hạnh phúc của gia đình. Tôi thấy bộ phim này là một bộ phim rất hay. Đúng là bom tấn của điện ảnh Việt. Kinh điển. Kinh điển, đúng rồi, kinh điển. Cái giây phút mà nhìn thấy anh Lý, anh Kim cầu hôn chị Hà thì và có quay qua hỏi mấy bạn bên cạnh là không biết bao giờ mình mới được vậy ha. Thì bạn Hoa nói là không bao giờ đâu, nhưng mà cũng hơi buồn nhẹ. Cái đoạn mà cầu hôn thì là đoạn mà mọi người cũng đã được xem từ trước rồi, và khi mà được lồng vào trong phim thì thực sự là nó là một trong những cảnh mà rất là ăn tiền của bộ phim này. Và nhạc hay quá luôn á. Cái bài hát đỉnh quá mọi người ơi, tôi làm. You know, when you watch something that you're a part of yourself, it's always a little bit different. Team production did a great job. It looked good. And of course, Hai's great in it, and it's her true self, you know. I think why it becomes special is because it's from the heart. It's real, you know, so you can feel it. And it's our life story. I think that's a very special year, you know. As they said in the film, you know, 2020 has been a very hard year for many people. Despite that, we've had a really, really good year on a personal level. We built a family and we're very happy about that. Thực sự Hà cũng rất là bất ngờ vì mọi người trong công ty cũng như trong ekip của mình đã rất là kỳ công để cắt ghép từng cái giây phút một, từng cái khoảnh khắc một của Hà trong rất là nhiều tháng qua. Khi mà coi xong thì lúc nào Hà cũng ước thì Hà sẽ lúc đó không có mệt lắm để có thể chia sẻ được nhiều hơn với khán giả, cũng như là quay được những khoảnh khắc đắt giá hơn nữa. Và cũng cảm ơn tất cả các anh chị em nghệ sĩ, các phóng viên báo đài đã cùng, và đặc biệt là các fan của Hà đã cùng đến trong buổi tối ngày hôm nay để bị Hà làm phiền. Hy vọng là sang năm khi mà mọi chuyện khởi sắc hơn với tất cả mọi người thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội được gặp nhau hơn. Và ở đấy thì Hà có thể thực hiện một lớp show ở tại một cái sân khấu hoành tráng hơn. Khi đó thì sẽ nhiều khán giả hơn và chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện để trò chuyện hơn nữa. Rồi Một Ngày Hà Nói Về Tình Yêu, Let's Talk About Love đã chính thức có mặt trên dịch vụ xem phim online số 1 Việt Nam, Galaxy Play từ ngày 16 tháng 12 năm 2020 và dự kiến có mặt trên nền tảng xem phim trực tuyến quốc tế vào đầu năm 2021.